Pioneer CT7A nha các bác. Con này về có cả vỏ gỗ luôn. Các bác mình sưu tập đẹp, không điểm trừ nha. Long lanh luôn nha các bác. Đây là các bác thường gọi là ổ bánh mì này các bác. Đấy, bỏ bánh vào đây. Đây là hai đồng hồ vô của em nó, Outboard, Inboard. Dòng này thì các bác nghi BR 75. Tuyệt vời lắm nha. Có vỏ gỗ sang trọng và cổ điển. Con này giá 5 triệu 500 nha các bác, đã bao gồm phí ship. Các bác về chỉ việc bỏ bên vào và thâu phát hoàn hảo hết nha. Đấy. Điện 100V, máy rất đẹp, mesh 7 màu luôn nha, mới tinh nha các bác. Đấy. CT7A 100V. Có công nghệ Dolby NR rồi nha các bác, công nghệ âm thanh Dolby NR nên là tiếng độ chắc và dày. Vẫn trải nghiệm tốt những bài nhạc Pre 75. Đây, có thay độ mới đó này. Đấy, sexy là 7 màu mới tinh nha nha. Thu phát hoàn hảo với nha các bác. Các bác về chỉ việc là mình sử dụng thôi. Em này thì đồng hồ vô rất là to. Đấy. Có cái độ mới nha. 5 triệu 500 rất là tầm tiền. Nếu có chuyển khoản đủ thì em bớt 200 ngàn là còn 5 triệu 3. Còn cọc tiền thì cọc 1 triệu trở lên em ship hàng, giá là 5 triệu rưỡi nha. Con này có vô gỗ nha các bác. Nhiều con về không có vô gỗ đâu. Có vô gỗ thì nhìn nó gấu và nó hài hòa cái thân thể hơn. Các bác bố trí và trưng bày nó cũng rất là đẹp. Đây công nghệ âm thanh Dolby NR này, khi ấn vào nó sẽ hiện đỏ lên. Đấy, code on. Đây là chế độ play rồi này các bác. Đấy. Các bác chơi Dead thì các bác sẽ biết được rồi. Thu phát hoàn hảo nha. Rồi bác nào lấy thì alo cho em qua hai số điện thoại trên: 0978 338 14 hay là 0965 77027. Giá rất là phù hợp với các bác chơi ở những cái bộ dàn là tầm tiền, mười mấy, 20, 30 triệu thì gắn con này lên. Thứ nhất là nghi bên Dead và thứ hai là trưng bày nha. Vâng, xin chào tất cả các bác và miền Tổ quốc nha. Đây là con Akai 740D, là phiên bản nâng cấp của con 730D, hàng mạng Nhật về, đẹp thiếu shop. Mời các bác cùng xem này, từng chi tiết nhỏ nhất nha. Nó là mạch phay xước cực đẹp nha, sang trọng, chạy ba đầu từ nha các bác. Nó chạy ba đầu từ nha, tiếng rất là hay. Các bác mà yêu thích đầu đét hoặc bên cối Akai rồi thì lựa chọn những con 740D. Hai đồng hồ vô thu phát và hoạt động hoàn hảo nha các bác, hoàn hảo tất cả các tính năng. Cơ bản là các bác cùng xem đồ đẹp đó này. Hàng sưu tầm nha. Con này giá em đang giao các bác là 12 triệu 200 ngàn nha. 12 triệu 200. Đã bao gồm phí ship rồi nha. Máy mạng về. Trên là rất là đẹp các bác. Hàng đấu từng con từng con. Điện 100V nha. Máy đẹp gọi là gần như mới nha các bác. Đây phía sau. Công suất rất là khỏe, lên tới 31W. Máy chắc bãi về, chưa qua tay người sử dụng nào. Martin Tapam. Có thay độ mới đó chưa? Cái tinh từng góc cạnh. Đây có nhìn này. Đây là phía trên. Bác nào yêu thích những con Akai này thì alo cho em nha. 12 triệu 200 ngàn bao gồm phí ship rồi nha. Chuyển khoản đủ thì em vẫn bớt tiền cho các bác ha. Em bớt cái lỉ đó còn là 12 nha. Nếu chuyển khoản đủ. Khi lên đèn thì em này nó sẽ đèn hồ vàng. Và đèn chỗ này nữa nha. Em cắm các bác cùng xem. Lưu ý nó điện 100 và 110 thôi nha. Các bác cắm 100, 110 là ok. Dây nguồn nó có logo Akai nha. Thu phát hoàn hảo. Cái dòng 730D và 740D thâu tiếng rất là hay các bác. Mọc và rất là dày. Đây, cắm 100V. Đây, lên nguồn nha. Nguồn ở nằm đâu? Đây. Đấy. Sáng tròn. Cực kỳ là hồi cổ và đẹp luôn. Đấy, quá thấy chưa? Đây, tổng quan của em đó. Các bác lấy liên hệ cho em nha, qua hai số điện thoại phía trên. Đây. Nó là sử dụng 3 đầu từ nha các bác. Rồi em xin chào, hẹn gặp lại các bác nha. Bác nào yêu thích con 740D này thì alo cho em nha, qua hai số điện thoại trên: 0978 338 14 hay là 0965 77027 nha.